Xin chào các bạn, hôm nay HSaHa tiếp tục gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thì hạt hạnh nhân là loại hạt chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, đã được các nhà khoa học chứng minh là thực phẩm tốt cho sức khỏe, có khả năng phòng và chữa một số loại bệnh. Tuy nhiên, đối với một số người thì việc ăn hạt hạnh nhân thường xuyên sẽ gây ra những tác động không tốt đối với sức khỏe. Vậy ngay bây giờ các bạn hãy cùng HSaHa khám phá xem những ai không nên ăn hạt hạnh nhân và những lưu ý gì khi chúng ta ăn loại hạt này để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Những đối tượng sau đây thì cần tránh ăn hạt hạnh nhân. Đầu tiên đó là người bị sỏi thận. Thì nguyên nhân gây ra sỏi thận là do cơ thể bị dư thừa quá nhiều canxi oxalat, mà trong hạt hạnh nhân thì có chứa oxalat. Do đó thì người bị bệnh sỏi thận chúng ta cần hạn chế ăn loại hạt này. Thứ hai là đối với những bệnh nhân đang trong quá trình điều trị và sử dụng thuốc thì chúng ta nên tránh ăn hạt hạnh nhân, bởi vì trong hạt hạnh nhân thì có chứa hàm lượng mangan cao. Đây là một chất sẽ gây ra tác dụng phụ nếu kết hợp với một số loại thuốc điều trị các bệnh về huyết áp, nhuận tràng và kháng sinh. Thứ ba là những người có tiền sử dị ứng với các loại hạt. Thì khi dị ứng hạt hạnh nhân thì sẽ có các triệu chứng tương tự giống như dị ứng thông thường, bao gồm phát ban, khó thở và nổi mẩn đỏ. Thì những người này chúng ta không nên ăn hạt hạnh nhân và những sản phẩm chế biến từ hạt hạnh nhân để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Còn nếu bạn thuộc các đối tượng sau đây thì chúng ta vẫn nên ăn hạt hạnh nhân. Tuy nhiên chúng ta cần kiểm soát cái lượng ăn hạt hạnh nhân trong khẩu phần ăn mỗi ngày. Đầu tiên là đối với những người có vấn đề về tiêu hóa thì trong hạt hạnh nhân có chứa hàm lượng chất xơ cao. Nếu chúng ta sử dụng hạt hạnh nhân đúng liều lượng thì chất xơ trong hạt hạnh nhân sẽ giúp duy trì sức khỏe, hệ tiêu hóa và phòng chống táo bón. Tuy nhiên nếu chúng ta ăn quá nhiều hạt hạnh nhân sẽ gây dư thừa chất xơ, vượt quá nhu cầu cần thiết của cơ thể, sẽ gây ra tình trạng đầy bụng khó tiêu và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Đặc biệt đối với những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc bị rối loạn tiêu hóa thì chúng ta càng phải cẩn trọng hơn trong việc kiểm soát lượng chất xơ đưa vào cơ thể. Thứ hai là đối với những người đang ăn kiêng thì hạt hạnh nhân thì rất giàu chất béo. Mặc dù đây là chất béo tốt có lợi cho cơ thể, tuy nhiên nếu chúng ta ăn quá nhiều hạt hạnh nhân thì lượng chất béo nạp vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành calo và tích trữ dưới dạng mỡ thừa gây tăng cân. Theo chuyên gia dinh dưỡng thì trong 100g hạt hạnh nhân sẽ có chứa 597 calo và 50g chất béo. Do đó nếu chúng ta ăn mỗi ngày từ 90 đến 100g hạt hạnh nhân thì có thể mỗi tuần chúng ta sẽ bị tăng lên 0,5 kg trọng lượng cơ thể. Vì vậy những người thừa cân chúng ta cần kiểm soát kỹ lưỡng trong việc bổ sung hạt hạnh nhân vào chế độ ăn mỗi ngày. Thứ ba là đối với những người có nguy cơ bị nghẹn, cụ thể đó là trẻ em dưới 2 tuổi hoặc bất kỳ ai gặp khó khăn trong việc nuốt, ví dụ như là người bệnh hoặc là người cao tuổi. Những người này nếu chúng ta muốn bổ sung hạt hạnh nhân thì chúng ta cần nghiền nhỏ hạt hạnh nhân rồi trộn chung với cháo ăn hoặc làm sữa hạnh nhân để uống. Các bạn còn những câu hỏi nào thắc mắc thì hãy bình luận ngay bên dưới video này. Các bạn hãy nhấn like nếu yêu thích video. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn cái chuông để có thể nhận được những video hữu ích trong những lần tiếp theo. Các bạn có nhu cầu mua hạt hạnh nhân chất lượng thì hãy liên hệ HSaHa qua số điện thoại 0901 444235 hoặc có thể kết bạn Zalo qua số này.